Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ bóc hộp sản phẩm là tinh chất hồng sâm đến từ Hàn Quốc để các bạn có thể là quan sát kỹ hơn về sản phẩm này, đồng thời lại biết cách nhận biết một sản phẩm chất lượng. Vâng, như các bạn có thể thấy thì bên cạnh Kiều Anh đang là hộp sản phẩm tinh chất hồng sâm 6 năm tuổi đến từ Hàn Quốc. Và điều đầu tiên thì chúng ta có thể thấy là cái vẻ ngoài của sản phẩm này thì vô cùng sang trọng cũng như là hiện đại đúng không? Phần quai sách thì sẽ được là sử dụng bằng dây ánh vàng như thế này để chúng ta tiện lợi hơn khi làm quà tặng cho người thân, bạn bè hay là đồng nghiệp. Và hộp tinh chất hồng sâm như trước mặt Kiều Anh đây thì có một đặc điểm, đó chính là được dán tem rất kỹ lưỡng. Đồng thời là phía đằng trước này thì chúng ta có thể là nhìn thấy logo của nhà sản xuất, đó chính là Samsung. Đồng thời là có tiêu chuẩn cũng như là chứng nhận GMP. Và bên dưới thì sẽ có khối lượng cũng như là ghi chú về các dòng sản phẩm sâm được sử dụng trong sản phẩm tinh chất này. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi bóc xem là bên trong sản phẩm này có gì đặc biệt nhé. Và chúng ta sẽ cần phải mở tem ở phía bên trên ra, sau đó thì chúng ta sẽ nhấc từ từ hai phần này. Dạ, với việc như này thì chúng ta sẽ đảm bảo được rằng là sản phẩm bên trong vẫn giữ nguyên. Phần bên trong ở hộp tinh chất hồng sâm này thì sẽ có một chiếc hộp hộp giấy như này. Với việc là để hộp giấy như này thì các nhà sản xuất đảm bảo rằng là khi mà chúng ta sử dụng để làm quà tặng thì nó sẽ có vẻ bề ngoài đẹp mắt nhất, đồng thời là thanh lịch cũng như sang trọng nhất dành cho người được tặng. Và bên trong mỗi hộp hồng sâm thì sẽ có được các gói tinh chất hồng sâm sẽ được xếp như này. Kiều Anh sẽ trực tiếp giơ này để các bạn có thể quan sát kỹ hơn nhé. Đây ạ. Ở phía bên trong hộp tinh chất hồng sâm thì các gói tinh chất sẽ được xếp như này, ngay ngắn thành các ô, các hàng khác nhau để khi mà chúng ta sử dụng thì sẽ tiện lợi hơn, đồng thời là chúng ta sẽ lấy được một cách dễ dàng hơn. Và bây giờ thì Kiều Anh sẽ lấy những gói tinh chất ở bên trong ra để các bạn có thể là quan sát kỹ hơn, đồng thời chúng ta được nhìn rõ hơn nhé. Và với một hộp tinh chất hồng sâm như thế này thì chúng ta sẽ có 30 gói tinh chất ở bên trong. Và mỗi gói tinh chất đó sẽ có khối lượng khoảng 70ml và chúng ta sẽ sử dụng được trong cả ngày. Vâng ạ. Hiện tại thì Kiều Anh đã lấy được những gói tinh chất ở bên trong ra rồi. Và đây, chúng ta hãy cùng nhau quan sát kỹ hơn, đồng thời là nhìn kỹ hơn về sản phẩm này nhé. Đây ạ. Và với sản phẩm tinh chất hồng sâm chính hãng thì khi mà chúng ta nhìn phần túi sẽ có màu vàng óng rất là đẹp, đồng thời là ở đằng sau thì cũng sẽ có là tiêu chuẩn cũng như là khối lượng bằng hướng dẫn sử dụng thành phần. Và nếu như các bạn để đảm bảo cũng như là để chắc chắn hơn nữa thì chúng ta có thể là chất mã vạch ở phía bên ngoài hộp sản phẩm này. Và với một gói tinh chất hồng sâm như thế này thì chúng ta có thể là sử dụng được trong một ngày. Và theo Kiều Anh nhận thấy rằng là sản phẩm này thì cũng được sản xuất dưới dạng túi vô cùng tiện lợi. Khi mà chúng ta đi du lịch hay là chúng ta đi công tác xa thì có thể là mang theo bên mình. Và với việc là sử dụng thành dạng túi như này thì các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh nhé. Đó chính là để được thơm ngon nhất thì chúng ta có thể là bảo quản ở trong tủ lạnh. Và với gói hồng sâm, tinh chất hồng sâm này thì ở đằng trước sẽ vẫn sẽ có in logo của nhà sản xuất và tiêu chuẩn GMP như Kiều Anh đã có chia sẻ. Và ở đây thì số 6 này chứng minh cho việc là tinh chất hồng sâm này thì được chọn lọc từ những củ hồng sâm 6 năm tuổi tại Hàn Quốc. Và ở phía dưới này thì chúng ta có thể thấy là được in chữ là 70ml. Đây chính là thể hiện trong khối lượng của một gói hồng sâm. Đồng thời là cũng có lượng calo cũng như là tên của sản phẩm ở ngay bên dưới này để chúng ta có thể là kiểm tra kỹ hơn ở trên Google. Và phía đằng sau thì như Kiều Anh có chia sẻ rồi, có chữ Made in Korea. Và việc sản phẩm này thì còn có hai dòng chữ, đó chính là hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Hàn Quốc và hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh để chúng ta có thể là biết rõ hơn cũng như là có thể dịch được sản phẩm này. Tuy nhiên thì khi mà các bạn đã đặt mua tại siêu thị Hàn Quốc thì hãy hoàn toàn yên tâm, bởi chúng ta sẽ được hướng dẫn kỹ càng từ các nhân viên tư vấn tại đây. Và tiếp theo đó chính là với phía bên này thì sẽ có, ở đây thì sẽ có in hạn sử dụng cũng như là ngày sản xuất để chúng ta biết chắc chắn được rằng là sản phẩm này có còn hạn sử dụng hay không. Vâng, tuy nhiên thì các bạn cũng hãy yên tâm nhé, đó chính là khi mà chúng ta đã mua tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ thì các sản phẩm tại đây thì đều được nhập mới hoàn toàn từ Hàn Quốc và được bán trong một thời gian rất ngắn. Chính vì vậy thì khi mà chúng ta đặt mua sản phẩm thì chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm đặt hết niềm tin vào tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.
Vâng, như vậy thì chúng ta đã thấy vẻ bề ngoài của hộp tinh chất hồng sâm này rồi. Và như Kiều Anh đã chia sẻ, đó chính là với một hộp tinh chất hồng sâm như này thì sẽ có 30 gói tinh chất hồng sâm như trên tay Kiều Anh đây. 30 gói này thì các bạn hãy nhớ nhá, là chúng ta sẽ sử dụng trong vòng 1 tháng. Mỗi ngày thì chúng ta sẽ dùng một gói tinh chất hồng sâm như này. Và tất nhiên rồi, với một sản phẩm tuyệt vời như này thì các bạn hãy nhớ, đó chính là chúng ta nên sử dụng vào thời điểm buổi sáng, uống khoảng 15 cho đến 20 phút trước khi chúng ta ăn bữa chính. Và với việc uống vào khi bụng rỗng thì sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta thu được hết toàn bộ những tinh chất, những dưỡng chất mà sản phẩm này mang lại. Đồng thời là chúng sẽ thẩm thấu sâu hơn vào thành dạ dày và các dưỡng chất đó sẽ đi sâu hơn vào trong cơ thể. Vâng, và với việc là Kiều Anh đã chia sẻ cũng như là bóc hộp sản phẩm này thì các bạn đã nhìn rõ vào phía bên trong cũng như là cách nhận biết một sản phẩm chính hãng chưa ạ? Và các bạn cũng hãy nhớ nhá, đó chính là với một sản phẩm tuyệt vời như này thì chúng ta cũng nên mua tại những nơi có địa chỉ uy tín, cũng như là được bảo hành trong quá trình dùng. Và chắc chắn rồi, các bạn hãy liên hệ ngay tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm tinh chất hồng sâm đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay, các bạn đã biết rõ hơn cũng như là chứng kiến rõ hơn về hộp sản phẩm tinh chất hồng sâm như thế nào. Và Kiều Anh xin chào cũng như là hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.